xin chào các bạn. Hôm nay là mình đi chợ. Mình mua Hôm nay mình đi chợ mình mua được mấy món đồ để mà mình sửa soạn trang trí lại cái bếp của mình một chút xíu các bạn. Thì bây giờ mình đang dọn dẹp ha, thì mình khoe với các bạn cái gì hôm nay mình mua được ha. Mình mua được tấm trải bàn mới các bạn. Đây, tấm trải bàn mới để mình trải cho các bạn ăn ở trong cái nhà bếp của mình ha. Bây giờ mình thay cái tấm trải bàn này trước. Rồi anh xã mình bây giờ mình khoe cái chỗ này trước đi. Bây giờ mình khoe cho các bạn cái góc này là mình mua cái bàn này ha. Bây giờ mình dọn dẹp cái bàn này trước. Đây là cái chỗ này nè các bạn. Anh xã mình đang dọn dẹp. Mình sẽ đặt cái bàn mình mới mua vào đây nha. Bàn mình mua ở At Home đó. Bây giờ mình sẽ đặt vào đây. Hai vợ chồng mình sẽ đặt vào đây các bạn. We ready? When mua honey? Ok. Thì trước đây là chỗ này mình để một cái ghế thôi. Mà bây giờ mình cần một cái bàn để mà mình để cái nồi air fryer của mình với lại cái máy KitchenAid. Cho nên là mình mới bị đi mua cái bàn này xong là hai vợ chồng mình mới vừa rinh về nhà. Bây giờ anh xã mình đang kiểm tra lại một chút xíu. Xong rồi mình sẽ để các bạn lên đây để mình trang trí những cái mình dời những cái khác qua đây ha các bạn. If it's not too much out of level, mm-hmm. I may have to put some things on this. Yeah, let me go get the level. Okay. Các bạn nhìn thấy cái bàn mới của mình sao các bạn? Có đẹp không các bạn? Cho các bạn xem ha. Đây, cái bàn mới của mình. Đó, đây. Mới mua. Để mình để những cái đồ đạc của mình lên ha các bạn ha. Cho các bạn xem. Bây giờ mình có cái bàn rồi, bây giờ mình sẽ trải cái tấm trải lên. Thì mình mua cái tấm này mình trải lên cái mặt bàn các bạn. Cái tấm mình kỹ lắm, cái gì cũng phải level cho nó cần cho nó bằng mới được. Còn phải mà lệch chút xíu cũng không được nữa, cho nên là phải cho nó bằng. Cho nó sạch các bạn. Rồi, tấm khác trải lên trên. Rồi, tấm khác trải lên trên cái mặt. Nhìn thấy không? Đó. Rồi, để anh xã mình level xong xuôi rồi mình dọn mấy cái đồ của mình qua bên đây ha các bạn. Đây là mình cho các bạn xem cận cảnh cái tủ mình mới mua nè. Đó. Đây là mình trải hai cái miếng này lên để mình để đồ lên đây ha các bạn, cho nó không có trầy cái mặt bàn ha, với lại nó đẹp nữa. Đó, đây là trong này nó có hai cái hộp tủ nè. Đó, rất là rộng ha. Mình có thể đựng tất cả đồ đạc hay cái gì mình có thể bỏ trong cái tủ này. Và cái này đã làm bằng gỗ các bạn ha. Bằng gỗ nó rất là chắc chắn ha. Cái này bằng gỗ thiệt luôn á. Cho nên là nó rất là chắc chắn và nó nặng tay lắm các bạn. Ha. Thì cái này cái giá nè, mình mua là 289 đồng 99. Mà rất là may là hôm nay á mình mua nó hơi bị
có một cái vết trầy một chút xíu. Thì anh xã mình khi mà ra tính tiền á, thì ở đó người ta giảm cho mình được 15%. Cho nên là hôm nay mình mua cái này được giảm được khoảng 40 đồng các bạn. Thay vì 289 đồng, 290 đồng thì mình giảm được hơn 40 đồng. Đó. Thì nhờ nó trầy có chút xíu rồi nhưng mà để ý mới thấy các bạn. Đó. Thì đây cái góc này mình sẽ để những cái đồ đạc của mình lên đây ha. Đó bằng gỗ ha các bạn, mà các bạn thấy cái cửa tủ ha, nó làm những cái hoa văn trang trí rất là đẹp. Đó. Vừa vặn ngay cái góc này luôn nè. Anh xã mình đang cân lại cho nó ngay. Đó, anh xã mình làm gì cũng vậy hết trơn á, phải cho nó ngay ngắn mới được. Đó. Phải cho ha, cho nó bằng lại mới được chứ còn cũng không có để cho nó xéo được. Cho nên anh phải kê lên. Sẽ dời đồ của mình qua ha các bạn ha. Thì đây là mình sẽ để cái máy kitchen aid của mình. All I got is that color, that black one stick. Mình mua hai cái này qua đây các bạn. For this one, I like it, this one more than that one. This one look like weird look. Where's it gonna go? At the bottom? Cái lò nướng với lại cái máy đánh bột qua đây cho nó gọn. Đó, đây là cái chỗ mà để mình để chỗ này. À, các bạn nhìn thấy sao? Rồi. Giờ đây là cái chỗ này là mình mới đây là chỗ mới của mình để đồ chơi của mình đây ha các bạn ha. Rồi, bây giờ mình khoe tiếp với các bạn là bên này là mình cái tấm trải bàn mình mới mua đây. Đây là bình hoa của mình.
should be rectangle. Huh? It should be rectangle. Too long. It's supposed to be long. In case you had, you put the leaf in there. But not too long. Mm-hmm, a little bit long, eh? You can get a shorter one. I'll try to find a shorter one. But if you're okay, we need a chain and a smaller. I don't know if they have a smaller one. What was that? Cái này lúc này giống như nó hơi bự các bạn. Đẹp, cái bông thì đẹp nhưng mà nó làm như nó hơi bự. Cái before on the table with the bed này. Đây là kitchen để mình thử với lại cái bàn ở bên kia coi, chứ bàn này cái bông thì mình thấy đẹp nè các bạn. Oblong. Hả? Did you buy a round one? Round? No. Square. Các bạn nhìn nè, cái hoa văn rất là đẹp ha. Đó, cái hoa văn những trái chanh đó, rất là dễ thương. Nhưng mà so you can get the 52 by 70. But I don't see they have this one as smallest. I don't see smaller, just bigger. So what do you want to do? Keep it? You want to try another table? You can try it. But this one, how you think? You think big? It's big, yeah. But if you put the leaf in the middle, then it would be big enough. But there's not enough room in here to to put the centerpiece. I don't forget where it goes. It goes this way. I know, but we don't need that. You want to try it on that one? Okay. Bây giờ mình đeo qua bên kia, mình trải thử bên kia coi, tại này nó hơi bự. Cái bàn kia mà bây giờ nó lại hơi nhỏ, mà bây giờ cái bàn này thì nó lại vừa vặn các bạn. Cho nên là bây giờ mình để lại cái tấm này cho cái tấm, cho cái bàn này. Rồi mình sẽ mua cái tấm khác cho cái bàn kia. Đó. Cái này thì nó vừa y nè các bạn. Tại cái bàn này á, thì cái bàn trong phòng ăn này thì nó lớn hơn nè, thì nó sẽ vừa. Đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ để cái này ở trong các bàn, trong cái bàn này ha. Để mình mua cái kia. Rồi cái kia bây giờ sẽ trở lại, mình sẽ đi tìm cái nhỏ hơn một chút xíu. Đó. Cái này thì nó vừa với cái này ha các bạn ha. Bây giờ trở lại cái bàn này thì nó không vừa thì thôi, mình cứ để nguyên cái hiện trạng ban đầu, để cái bàn trơn như vậy thôi. Đó. Thì mình tính mình trải lên đây nhưng mà rốt cuộc bây giờ không có vừa thì thôi. Đó, thì giờ thôi mình cho các bạn xem lại một cái này nữa thì mình kết thúc cái video của mình nha. Đó. Đây là cái chỗ các bạn mới của mình. Ở đây có ngăn tủ nè, cho các bạn xem lại nè. Học tủ này rộng lắm, mình có thể để đồ đạc tùm lum hết. Đó. Đây mình để cái nồi air fryer và cái máy kitchen air. Quá. Wow. Đây là cái góc ở chỗ cái bếp nhà mình. Đây là cái phòng bếp nhà bếp mình. Đó. Đây là mình nè. Và cái chỗ này nó có một cái tủ đây rồi. Đó. Rồi thì bây giờ mình đã cho các bạn xem cái góc của mình đây rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay, khoe những cái dụng cụ mua những cái đồ trang trí cho nhà bếp ngày hôm nay, tính mua nhưng mà bây giờ nó lại mua cho cái bàn này, nhưng mà bây giờ nó lại vừa với cái bàn kia thôi, để mình đi mua cái khác ha. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của Chi đó. Thì lâu lâu Chi có đi mua sắm cái gì đó thì Chi sẽ khoe cho các bạn xem ngày hôm nay là mình đi mua được cái gì. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, hy vọng gặp lại các bạn vào video sau. Thank you honey. You're welcome. Thank you honey. You're welcome. Ông xã mình đã help mình, đã làm sữa hết cả. Space for another thing? Yes. Sometimes the food we can move this right here. Like this. Mm-hmm. We need the base like this, right? Mm-hmm. But we have to do the something for. I'll have to pull down, go down from here. Mm-hmm. The easy, honey? Not easy, no. Not easy. Maybe just the temporary, honey, because we not use often.
Bây giờ mình nhờ anh xã mình bắt giùm mình cái dây điện để cho mình sử dụng hai cái này. Nó có cổ điện nhưng mà phải làm một cái dây điện nối qua để mới xài sử dụng được. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Xin chào cả nhà. Bye.